Đây để bật mí cho bá Điền và các bạn khán giả thì cái màu xanh này là của mình, còn cái màu xanh này là của anh Tùng. Hồi hàng gì thấy anh Tùng ốm quá. Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn cùng đến với vlog ngày hôm nay. Vlog ngày hôm nay cũng là một vành vlog tối tục và tôi bị ép quay nhưng tôi cũng không muốn quay cho lắm mọi người ạ. Và mọi người bị ép quay chung với tôi ngày hôm nay đó là host bá Điền. Vâng, chào các bạn. Vâng, chào các bạn. giới thiệu bản thân. Mình là host Bá Điền và hôm nay mình bị ép quay bởi Madora, cho nên là mình cũng biết nó như sao hết, mình cứ đi theo thôi. Thì đúng rồi. Cắt. Bá Điền thì đã tham gia trong VSET từ khoảng đầu mùa đến giờ và mình thấy là các bạn cũng chắc là cũng đã quen mặt rồi, nên ngày hôm nay mình kéo vào để quay chung cho vui. Đó, như ngày hôm nay thì có một cái chuyên mục, đó là chuyên mục có gì trong túi của Madora. Thế bây giờ unbox từng cái đi ha. Unbox từng cái đi. Cái đầu tiên là khẩu trang. Tiếp theo là một cái dây sạc điện thoại. Đi làm VSET là phải theo dõi trận đấu mà chưa không mang sạc điện thoại thì sẽ rất là khó. Em có mang sạc điện thoại không Điền? Không, em vô toàn mượn của mọi người không mà ai có em lấy. Ai mà sạc chậm em không lấy đâu. Em có giá lắm. Bruh. Lấy cái tiếp theo đi. Moisturizer. Không có, cái này là xịt trắng đó. Ôi trời. Thật ra là cái các bạn nói rất là nhiều về cái đèn của VSET đúng không? Thì cái đèn VSET nó hơi bị chưa có được sáng lắm, nên đây là cái để cứu cánh cho mình. Xịt lên để cho nó trắng. Em biết là mấy cái chị mà biến hình ở bên Trung Quốc không? Xịt nó phát ra rất là trắng. Mình chị đã cố tình mua cái này mà ở Việt Nam chứ không ở Trung Quốc nha. Sao muốn tiếng Trung không? Chị dối em đúng không? Rõ ràng luôn nè, ở đây ghi chữ moisturizing. Tại nhiều đồ quá mọi người, tôi không nhớ là tôi xài cái này. Ủa cái này dễ thương nè. À cái này là AirPods. Mình sẽ bật mí cho các bạn một điều vui vui như thế này. Là cái của chị là cái chuối. Còn của anh Tùng là Minion. Bởi vì sao? Không biết. Bởi vì Minion ăn chuối. Bây giờ em ước gì á là chị lấy hết rồi, chị cho em cái túi này cũng được. Là em hết giận chị liền, em thương chị nhất đời này luôn. Mà hay mà còn tốt quá. Quý gì đâu không á. Rồi tiếp theo là cái gì? Còn có gì nữa? Không, co cái túi cho cái này cũng được. Đây là cái card holder các bạn ạ. Là nếu như vậy mình sẽ chia sẻ cho các bạn, card holder này là bí mật của Gucci. Đây là của Gucci. Em biết mà. Giờ fast trade không? Em có tiền nóng cho chị không? 500 ngàn đổi cái ví đó. Đá cho mình cái hồi này muốn. Đây để bật mí cho bá Điền và các bạn khán giả thì cái màu xanh này là của mình, còn cái màu xanh này là của anh Tùng. Hồi hàng gì thấy anh Tùng ốm quá. Chị làm gì anh Tùng của tôi hả? Đâu có đâu, này là chị giữ giùm hai, giữ họ hai. Rồi lúc mà anh Tùng đó anh Tùng ăn cái gì hả chị? Chị. đồ hơi. À cái này là cái cài đầu ấy, đeo cho nó dễ thương ấy. Ừ kiểu như thế này này. Ôi trời ơi. Ôi xinh. Đấy rất là hợp đúng không mọi người? Không, có rất là nhiều cái câu hỏi của các bạn gửi về. Lúc chị stream cũng hỏi là em có. Em không nha, em thẳng. Nhưng mà nhìn cũng không giống lắm. Ngất không, thiệt, thẳng thiệt. Bầu chị rất là nhiều. Đây. Đúng vậy, đây là cái boot của T1 mua ở chỗ T1 Shop ở bên Hàn Quốc. Đây là quà của anh Tùng. Anh Tùng cái đợt đi Hàn Quốc đã mua về và tặng cho mình. Một lời nhắn nhủ từ nhân viên kênh lúc mua là: anh mua cái này là nếu như trong trường hợp em vẫn còn làm MC của VSET. Lúc đấy là mình vẫn chưa nhận thông tin là mình làm MC VSET. Xong sau khi mà nhận xong thì làm MC VSET thật. Ạc lẽ ra người đó là em chứ không phải là chị. Ủa gì vậy? Ngày lẽ ra em sẽ nhận được cái bút này từ anh Tùng. Thôi trả chị. Nó xịt mấy cái nữa nè. Các bạn không thấy hình ảnh này trên sóng stream đúng không? Chỉ có ở trong kênh của Madora thôi, nên các bạn hãy like và subscribe. Ủa vậy còn của em sao của mỗi của chị vậy? Hả? Còn của em thì sao? À của em hả? Hãy like và subscribe cho kênh của Madora vì sau này có thể sẽ gặp được bá Điền, nhưng mà gặp hay không thì tôi không biết. Và cái này là em thấy khá là to. À cái này là cái túi may mắn, bên trong có hạt đậu đỏ may mắn với lại một chút túi thơm, túi hoa. Rồi có cái nào thì em nhìn thấy nó thú vị không? Nó lạ không? Em cũng không biết nữa. Đâu,
này kem ôi là của Dior nữa luôn. cái này là kem dưỡng da tay. À. Xin miếng không cho miếng à. Và thoa lên luôn. Ừ, thoa lên. Wow, nhìn rất là nữ tính thưa quý vị và các bạn. Không biết là có anh trai nào chưa có người yêu thì có thể liên lạc thông qua page của em là Bá Điền. Page của Bá Điền tên là Bá Điền chứ không phải là Bá Đần. Và thêm một cái son nữa. Cái này cũng có đi. Nên là còn thêm một cái son nữa. Có vẻ như là các bạn như là Bá Điền rất là thích son. Các bạn ơi, lấy son hoài luôn á. Đây là xịt thơm miệng. À. Xịt đâu? Wow, ngọt. Ngọt đúng không? Thơm là em giờ miệng em sẽ có mùi đào. À. Có anh trai nào không biết là có thích những bạn nam có vị đào thơm tho trong miệng thì có thể liên hệ với Bá Điền. Gì? Không hề luôn. Chêu nó hoài không có là cho thẳng cho mọi người. Rồi. Thực ra thì mình mua cái túi vàng này là nửa chỉ thì phải. Mọi người ơi, mình không có giàu nha các bạn. Mình không giàu. Ra. Bè. Chụp đúng không? À chết, cái này mình lau mặt mình rồi. Cái này giữ lại kỷ niệm các bạn. Giữ lại kỷ niệm. Hết rồi. Hết rồi, không còn gì hết trơn á. Nói mọi người sao, trời có nhiều đưa hết rồi. Hết rồi nha. Gì ơi, hết rồi. Chị gì các bạn, hôm nay chúng ta có một cái campaign mới được gọi là hiện ra. Vâng, xin chào idol Hữu Chung, có thể bắn rap được không? Gì bắn rap à? Hello everyone, I'm coming back to the Mido Rao. Gì? Mẹ rồi. Everyone just like subscribe kênh Mido Rao baby. Ừ, sorry. Tự nhiên mà hỏi cái đầu anh không kịp nhảy số đúng không? À, mấy khoảng thời gian gần đây là kiểu thấy anh già. Già hả? Không phải, thấy anh già dở quá. Chưa có nói xong anh già, chứ chữ già nó dài nè. Có đẹp hoặc em đẹp là từ Bắc sao? Ok. Khoảng thời gian gần đây thấy anh và chị rất là thắm thiết với nhau. Không phải mà chị lại còn làm make up, là một người make up rất là gọi là chuyên nghiệp ở trong set. No, em đừng gọi là make up chuyên nghiệp, hay gọi là một họa sĩ chuyên vẽ ra những tác phẩm trên gương mặt của người khác. À, nghe nói là chị vẽ rất đẹp. Nghe nói là chị vẽ rất đẹp. Trùng hợp thay anh Hữu Chung lại muốn rước họa vào thân. Không, anh muốn rước hạnh phúc vào thân. Họa tức là tranh vẽ lắm anh. À, sorry, anh không biết, anh xin lỗi anh nhiều. Tha lỗi anh gì tất cả như thế. Ok, thì bây giờ vậy nha, nếu như là nếu như mà giờ vợ của anh là một họa sĩ như vậy, anh có thể phân biệt được màu son chưa? Chưa. Chưa đúng không? Nếu như mà anh đoán được mấy cái màu son này ấy, em sẽ cho một cái phần quà cho anh. Này rất là dễ đoán đúng không? Rồi. Rất là dễ đoán, mình nhìn một phát là mình biết luôn. Hồng cánh sen là số 4 đúng không? Ok, đáp án của anh là hồng cánh sen số 4 đúng không? Hồng cánh sen số 4. Ok, đáp nhận một đáp án, còn hai đáp, còn ba đáp án còn lại. Còn cam đất là số 1. Ấy cho đáp án là cam đất số 1 đúng không? Ừ. Ok. Hồng cherry là số 2, còn hồng san hô là số 3 đúng không? Chính xác. Ghê. Yeah. Chính xác thiệt không? Chính xác, đúng rồi. Wow. Sao nụ cười của ra không tin tưởng. Nụ cười của người vừa mất phần thưởng đó. Ok, và ngày hôm nay đã giành được một phần thưởng từ phía nhà, từ phía chương trình. Rồi. Ok. Đây, cảm ơn. Cô thầy chụp hình lại. Ok, chúc mừng em. Ok, cảm ơn. Chúc mừng em.